Xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ dựng súp hơi 30 Neso cho các bác tham khảo. Thời gian vừa qua rất nhiều bác khách điện về bên cửa hàng nhà em kêu là bên em có loa súp hơi 30 không. Thì rất nhiều bác khách hỏi thì nên bên cửa hàng nhà em sẽ cho ra mắt dòng súp hơi 30 Neso này. Thì sau đây em sẽ đi vào giới thiệu cho các bác, giới thiệu chi tiết cho các bác. Đây là một mẫu mới nhất năm 2022 các bác nhé. Bên cửa hàng nhà em lên sóng. Đấy, các bác nhìn thấy không? Cái form thùng súp hơi 30 này. Tem Neso các bác nhé. Đây là thông hơi này, hai thông hơi. Và đây toàn bộ là gắn lưới sắt hết các bác nhé. Qua là đẹp luôn. Vỏ thùng của nó là sơn sần màu đen, vỏ sơn sần chống nước, nước sơn quá là đẹp, mỹ mãn luôn. Cái vỏ này các bác nhìn này, đây là cái vỏ vỏ thì này thì lắp bát hầm bên trong các bác nhìn không? Đây này, tay xách hai bên như thế này nhá. Và đây là cái lắp này, chính cái lắp này là mở lắp lên là thấy cái bát luôn. Và súp hơi thì rất là đơn giản thôi các bác, đằng sau nó sẽ có một cái hậu loa như thế này. Các bác về các bác đánh trực tiếp súp hơi. Súp hơi các bác đánh trực tiếp với đẩy công suất cho em nhé. Và em cho các bác kích thước vỏ thùng này luôn. Vỏ thùng súp hơi 30 Neso này của nó là ngang là 60, sâu của nó là 38, cao của nó là rơi vào tầm khoảng 46 các bác nhé. Bên trong em sử dụng là lắp bát 30 súp, mang khâu chỉ đỏ gân cao su. Con bát này em lôi ra xem nào. Đây em đang gá tạm một thôi nhé. Bát này của nó là bát khâu chỉ đỏ này, gân cao su này, màng chống nước các bác nhé. Con này của nó là côn 76 ở dưới màng sần, từ 170 côn 76. Bát này bát của nó xương nhôm để chuyên đánh súp hơi. Nhưng súp hơi 30 em lắp bát này rất hay các bác nhé, rất bền luôn. Ok chưa các bác? Đấy. Và bên trong thùng thì bên em lót toàn bộ bông mút trứng kín hết. Vỏ thùng súp hơi này của nó gỗ nó dày 1/8 cơ. Hơi hầm các bác nhá, nên đánh rất là ấm tiếng, rất là hay. Với một cái ống hình súp hơi 30 từ 170 quân 76 này em đang bán là 2,2 triệu một cục các bác nhá. 2,2 triệu một cục, bao ship toàn quốc. Ok chưa các bác? Thôi nhá, em xin dừng video. Các bác nào mà quan tâm sản phẩm này thì điện về bên cửa hàng nhà em theo hai số điện thoại 5815, mua hàng điện cho em vào số 5815 và 72. Đây là hai số hotline nhà em. Hai số này nhà em có Zalo, nhà em giao hàng toàn quốc các bác nhé. Thôi nhà em xin dừng video. Hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau.